nhà chung Love House là một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu của 8 thành viên gồm 4 nam và 4 nữ còn độc thân cùng chung sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi do ban tổ chức chuẩn bị trong thời gian 10 ngày đến 14 ngày. 8 thành viên này đã được chương trình tuyển chọn từ nhiều ngành nghề, độ tuổi, cá tính khác nhau. Và trong số 8 thành viên, có một cặp đôi đang yêu nhau thực sự. Nếu cặp đôi này có thể giấu được mối quan hệ của mình trong thời gian sống ở nhà chung không để các thành viên khác phát hiện, thì cặp đôi đó sẽ nhận được phần thưởng là một chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người. Lena, 21 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và kinh doanh tự do, đã trải qua hai mối tình. Tường Vy, 22 tuổi, là MC và biên tập viên thể thao của kênh truyền hình FPT, có một mối tình sâu sắc năm lớp 11 và nhiều mối tình không chính thức. Cao Bá Thông, 29 tuổi, là một đạo diễn chuyên quay phim và sáng tác nhạc, đã trải qua 3 mối tình. Hoài Thương, 26 tuổi, công việc hiện nay là đạo diễn, có 2 mối tình chính thức và một mối tình đơn phương. Tường Linh, 25 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh tự do, có 2 mối tình chính thức. Hoàng Thạch, 27 tuổi, công việc chính là chuyên viên thiết kế đồ họa, đã trải qua 4 mối tình. Xuân Nghị, 26 tuổi, khán giả đã quá quen thuộc với cái tên Xuân Nghị qua nhiều vai diễn hài kịch, phim truyền hình khác nhau. Tuấn Khôi, 30 tuổi, một họa sĩ vẽ tranh trên kính, đã có 3 mối tình chính thức. Tập trước, một bí mật to lớn đã bị bại lộ. Xuân Nghị, Tường Vy chính là cặp đôi bí ẩn của chương trình. Và Tường Vy đang đứng trước sự dằn vặt khi vừa muốn bảo vệ tình yêu với Xuân Nghị, vừa có chút lay động trước sự quan tâm đặc biệt của Bá Thông. Khôi và Thương đang dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau. Bộ ba Na, Thạch, Linh vẫn là những diễn biến tình cảm phức tạp, khi Thạch vẫn chưa nghiêng hẳn về cô gái nào. Liệu tuần này có diễn biến bất ngờ nào xảy ra? Một ngày mới bắt đầu, các thành viên lại bắt đầu với công việc đời thường của mình. Bá Thông đã ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng. Anh chàng Xuân Nghị vẫn tất bật với lịch diễn của mình. Đi chơi vui vẻ luôn. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha, này em định đưa cho anh bịch collagen mà ai đã uống mất hết rồi. Chỉnh mặt ra chỉnh thôi. Hôm nay là ngày cuối tuần, các thành viên còn lại được nghỉ ở nhà, nên đã quyết định sẽ dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Và Hoài Thương đã nảy ra ý tưởng. Đây là anh Thông, vì có đi quay một bộ phim á, thì anh Thông có rủ là bọn mình sẽ đến coi đoàn phim của anh. Ở đâu? Ở đâu chị? Ở phía bên nhà thờ Đức Bà em. Đảm bảo rất nhiều bộ câu và rất đáng. Con ta lấy con bộ câu đó chị. Cái này mấy ảnh của ông ấy không? Cái gì? Dạ. Thạch á, anh Thạch á. Lãng mạn. Chó hay Khôi nói vậy mấy lần rồi đó. Ủa miếng này. Em bán bóc cho em là sao? Không. À không, anh nghĩ anh coi đưa cho chị để bỏ cho em uống được không? Chỉ còn mình bốn nữa thay phiên uống. Nè. Uống đi, uống đi. Mấy buổi, chắc buổi trước. Uống đi xong rồi tới em với Thương. Khổ tâm ghê, nhưng quay lại. Anh đã đang làm việc gì thì em sẽ đi theo anh cả ngày hôm nay. Trời. Có 1001 việc. Em đang nói là anh đoán lại, anh đoán lại một việc đi. Đoán đi. Đoán lại một việc hả? Em sẽ theo anh cả ngày hả? Dạ vâng. Cả cả khi anh đi vệ sinh hả? À không, vệ sinh thì che nắng. Che nắng, che nắng. Che nắng hồi gì đó. Em sẽ đợi anh ở ngoài. Che nắng. Ừ, cũng có thể hả? Đúng không? Bãi bị nắng là mình sẽ cần. Em đếm nha. 10. Khoan, từ từ. Cho tao 3 giây. 3 giây thì có 3 giây. Em sẽ cho anh 11. Chờ người ta trong 10 giây không chịu. Rồi, đúng là ý lên rồi đó, giờ chỉ có nắng thôi. Rồi. Che nắng hả? Cầm váy hả? Câu trả lời là anh có thể xe wifi cho em được không? Em sẽ đi cạnh tốt anh cho bạn đi. Một mét. Có một come on baby đi chứ chết. Hey. Come on guys. Đây thật là tự tin. Mặc được bộ đồ mà mình mặc. Trời ơi. Là một đạo diễn trẻ nên Bá Thông luôn bận rộn với các dự án của mình. Đó là lý do khiến anh chàng ít có thời gian ở nhà chung. Thì tôi con vô hàng ngang nè. Khi máy chị máy chạy á, đây đứng vậy phải không? Rồi nhập lại hàng ngang. Nhập hàng ngang đây. Đây. Rồi đây. Bà con vô. Đúng rồi. Dạ. Ngược coi con ngược chữ rồi nha. Rồi. Ok, good.
Ừ. Đứng đây nắm tay luôn nha, ở giữa nè. Nghe luôn cái nhỏ này nè. Đừng nắm tim. Đừng nắm tim cũng được. Đi ngang qua vậy. Xong rồi nắm tay. Cứ lưu lên mặt cũng được. Rồi ok. Xong rồi máy ở đây nè, chuyển cái máy ở đây nè. Đi thẳng cái máy luôn. Đi thẳng cái máy luôn. Đi tay vô máy. Rồi vậy cho một sụt luôn ha. Cho một sụt này luôn đi ha. Đó chạy. Giết. Lên. Đấy. Nó có quay không? Chị đâu, chị thương đâu. Mình ăn vô nè, mình ăn vô. Vô sâu chút, vô sâu cung chút mới thấy, chưa thấy. Rồi. Tụi nó cũng lanh. Con của tim nữa. Giết. Menu nè. Cái ở đây luôn nè. Rồi, tự nhiên cái vô kiếm mọi người, cái mọi người đi ra. Sao này mặt người vô với nhau vậy? Khi mà Vi chuẩn bị ra để gặp riêng ban tổ chức để quay phỏng vấn giống như bây giờ nè, thì Khoi có nói một câu: tấu tay bù xù kìa. Một thái độ giống như là phải nói sao ta, giống như cũng một người bạn trai vậy đó. Nên cái điều đó khiến mình rất là băn khoăn. Hồi nãy biết sao nhìn thấy này rồi, có xíu nhìn qua áo này, ủa sao đổi dạng như lẻ vậy? Anh kêu gì? Ủa vậy bây giờ cái này là quay xong luôn á hả? Còn một xíu nhưng mà linh tinh cái quay đi sợ cái cảnh này nữa. Bắt đầu tới chiều mới đi lên cái tàu Alita. Ủa vậy khi nào anh quay xong? Không. Ồ. Ủa anh là cái gì anh quay MV vậy? MV. 7 đến giờ xong rồi. Ăn sáng chưa? Ăn rồi. Ăn một chút. Anh ăn rồi bạn giảm cân đi, bắt đồ nồn mà. Trời. Qua cũng ngon mà mình bao nhiêu mệt, sao ăn? Trời hôm qua nhiều quá. Ăn no không chịu nổi. Em ăn được vài miếng rồi xong em vô ngủ. Hôm qua em với lại Thương á, lúc mà nhắn tin cho anh á, em với lại Thương ngồi 8 tới 2 giờ mấy. Tới 2 giờ đêm á nha, xong 2 giờ đêm lúc mà em nói anh đi rửa mặt á là em đi tắm. Xong đi rửa mặt xong rồi vô nhắn tin cho anh, lúc đó anh ngủ rồi. Đi gần gì nữa. Đấy, anh nằm lại mà để rung không có gì cái chứ. Cũng muốn đeo nặng này luôn. Sao mình không vô dồn mình uống chung bữa đi thử ai cho nha. Cái mồi nó xích lớp em nghĩ là mình sẽ tìm người cho nó dọn dài chăn của mình nằm luôn. Bên kia giường 4 người mà đúng không? Không ngờ chuyến thăm của các thành viên đã vô tình phát hiện ra một bất ngờ thú vị. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Bá Thông. Vào ngày đặc biệt của mình, có lẽ sẽ rất hạnh phúc khi được chính cô gái mà mình đang để ý tự tay chăm sóc như thế này. Và không chỉ có thế. Cô Linh, cô Vi với cô Thương thì ai đẹp nhất và nhìn hợp với chú nhất? Sao kỳ ra đồng lòng vậy? Bữa nay mấy con có ăn hối lộ từ chú Thông không vậy? Hả? Có không, chú Thông có cho mấy con ăn gì không? Có không cho bọn con ăn cơm hả không? Hồi nãy chú Thông có dặn nhỏ bọn con là nói cô Vi không? Đẹp không? Dạ đẹp. Con biết là không được nói dối nha. Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Ghê luôn. Rồi thôi, cảm ơn các con. Về, để giúp chú, đâu, đi về. Dạ ăn rồi, cảm ơn con.
Ừ, thấy mình đau lòng ngồi, mình ngồi kế nhau đi. Mình cầm tay nhau đi. Có hai vấn đề mà không nên đồng ý. Thứ nhất là đối tác và thứ hai là nhân sắc. Anh hỏi là bạn nào mà hợp với anh nhất thì bảo em nghe đỡ tổn thương hơn. Hay là kêu em mình hỏi lại đi. Kêu bây giờ là chính thức dần anh không về đây rồi. Chết rồi. Trong một phút hoang mang. Ê, một phút à. Thôi, uống nước đi. em nghĩ là nhưng mà mẹ em đã là không, bọn em cũng hơi cảm thấy có lỗi với anh, bởi vì sinh nhật mà cũng không biết ha. Món quà không có, đã có món quà lớn hơn là mọi người đều ở chung với nhau, vui vẻ với nhau, đó là món quà lớn. Ông thích cực kỳ thích luôn, chơi nhà chung cực kỳ thích luôn. Tại vì chơi mọi người có những hoạt động với nhau nè. Okay. Hoạt động chung với nhau. Em thấy nghĩ là em lại muốn ngủ chung với tất cả mọi người rồi đấy. Mình ngủ chung đi. Mọi người nữ đúng mình, không? Mình dồn luôn hả? Mọi người nữ đúng không? Mọi người nam hay nữ, không em bình thường không? Ý là ngủ chung nhiều là sao? Nhiều khi tâm nguyện của em muốn tổ chức một âm muốn. Thôi bây giờ cũng trễ rồi. Trễ rồi. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm một chút công việc, chia sẻ một chút mệt mỏi. Tại vì thấy mọi người mình rất là vui. Ủa sao chứ trả bài quá ta? Kỳ quá. Mấy giờ anh về? 8 giờ anh mới về. Ok, thôi, được thì tốt. Thôi bây giờ anh làm việc đi. Bây giờ mọi người cũng về nhà chung rồi. Rồi ok. Nghỉ ngơi. Cảm ơn mọi người đã ghé. Ừ, bye bye. Làm việc tốt nha. Chúc mừng sinh nhật. Tối đi, tối mình chơi rồi. Như là nó hỏi chị con. Chia tay bá thông, cả hội đã quyết định sẽ bù đắp cho anh chàng bằng một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng đầy bất ngờ. Cái câu này nó phải hay vì đó chứ em không có mua kiểu vớ vẩn. Không, em nghĩ là cái ly này thì sao? Anh không có thích không? Hay là cái bình cắm hoa này anh có thể để ở nhà? Trời cắm hoa. Hay là mua cho anh cái con cá ngựa đi. Thôi, anh không thích đâu. Anh con trai mà. Anh là con trai mà. Tại vì công việc của anh cũng gì quên đó, nên mua cái gì mà anh có thể mang theo được. Thôi mà chị tặng cái này nó có lố quá không em? Không sao. Dễ thương. Không sao, tặng cái áo. Cái áo này là dễ thương lắm đó. Áo đi với là cái đó luôn hả? Áo Pikachu. Có lại cái này luôn. Không, anh biết không, bây giờ bọn em... Người ta đã 29 tuổi không, rồi. Không, đó nè. Bây giờ bọn em bàn rồi. Tối nay là bọn mình sẽ theo cái phong cách mà dễ thương rồi quay trở lại thời con nít ngày xưa. Cột hai chùm rồi... Nó bự đó. Tại vì ảnh mặc nó bự nhất luôn á. SL là to nhất luôn. Tối nay cho nó mặc cái bộ đồ vàng cho nó nổi. Xong rồi đeo thế này nữa là siêu dễ thương. Các cô nàng bàn tính rất kỹ để làm sao mang đến cho bá thông niềm vui thật bất ngờ. Cơm sao mới được chỉ là đỏ sao? Anh vừa thổi bong bóng, anh vừa lặt rau á nha. Nhanh nhất có thể. Ok rồi. Cố lên. Em bảo này hay là mình không nhặt á, mình vứt cái này đi. Đồ lao. Tí là thiếu ăn rồi, thiếu đồ ăn. Chỉ còn mấy cọng mà không sao đâu. Và suốt buổi tối hôm đó, Tường Vi luôn cắm cúi, đặt hết mọi tâm huyết vào một món ăn. Ở đây còn 10 phút nữa thôi. Nấu kịp không? Là đến 8 giờ, là đến 7 giờ. Chỉ bởi một lời nói bâng quơ của ai đó. Có nấu cơm, có nấu gì ăn không? Chắc có, tối anh cứ về đi, 8 giờ anh về. Em nấu hay nấu? Chắc là em sẽ phụ mọi người nấu. Rồi tại anh đang thèm một món mà, để tưởng gì thôi, yêu cầu. Không, anh nói đi. Anh đang thèm thịt bằm viên chiên. Thịt bằm viên chiên hả? Là thịt bằm xong cái vò viên là chiên ăn. Thịt bằm xong rồi... Vò viên là chiên. À vậy hả? Ấy. Ừ, để em hỏi mọi người coi mọi người biết làm không? Tự nhiên thèm món đó. Ok. Thịt bằm viên chiên đúng không? Ok. Đi. Ngon. Vừa đúng không? Em cắn miếng luôn. Ồ, ai bèo. Em không? Em làm nè, em ăn cắn miếng luôn nha, hết miếng cùng rồi. Ngon không? Ngon gì đó, chị thèm cùng mày đi. Hơi nóng. Wow, lần đầu tiên làm món này luôn á. Có lẽ những hành động này của Tường Vi hoàn toàn mâu thuẫn với những gì mà cô đã tâm sự hôm trước. Em không biết là tình cảm của em với anh Thông như thế nào, nhưng mà em rất là sợ tổn thương anh Thông. Em sợ anh Thông thích em nhưng mà em không thích anh đó. Alo. Alo, anh nghe nè. Khi nào anh xong việc?
Ừ, anh vừa xong, em vừa gom đồ xong nè, chuẩn bị đón taxi chắc về thẳng nhà chung luôn. Chắc khoảng khoảng bao lâu là anh về tới nhà? Anh đang ngồi phố đi bộ á. Khoảng bao lâu? Chắc khoảng nửa tiếng hả? Ờ, chắc nửa tiếng, chắc về. Nửa tiếng. Ok ok, rồi rồi, hỏi thăm thôi hả? Tâm trạng háo hức, cô nàng còn chủ mưu lập một kế hoạch bí mật dành cho bá thông. Anh nói về thì anh đó sẽ kêu cửa, đúng không? Đúng rồi. Thì chắc chắn là như vậy thì mình sẽ ra mở cửa. Rồi, bây giờ thì anh, mình... Anh Khôi sẽ phụ trách ra mở cửa. Ừ. Không, hoặc là như vậy nè, tắt đèn đi, xong rồi giả bộ anh nhà bị sao, điện bị cái gì, mấy anh là anh sửa không được. Tại vì anh cứ thấy tắt điện, anh sẽ thắc mắc tại sao tắt điện. Không, tại vì Khôi sẽ ra mở cửa. Nhưng mà anh sẽ thấy trong nhà là không đúng điện. Rồi, cũng hay, cái ý đó cũng hay. Có nghĩa là Khôi ra mở cửa, thì xong rồi anh đó mới vô đây thấy là trong nhà tối thui. Có nghĩa là bọn mình nói là anh ơi, tự nhiên nhà bây giờ cấp điện hết rồi. Không, mình sẽ không nói gì luôn. Ông Khôi ra nói là cúp điện từ chiều giờ chắc nóng chết mất, đang nấu rồi đó, tức là chắc ngồi kể lệ. Kêu là mấy bà kia đang nấu cơm trong kia mà cơm tắt điện, không biết cơm bị cháy rồi, tức sẽ kiếm cớ ra. Chị nghĩ là thế này nè, cái chỗ này nó không có cửa mà em ơi. Có người tắt điện kêu bọn mình đi vắng hết rồi, kêu đi ra ngoài mua đồ hồi gì đó. Hồi nãy vừa mới kêu là anh về ăn cơm mà nọ xong, nó kêu thì kêu là cô đã ra ngoài mua đồ gì đó. Vậy thì sao? Nhưng mà ý là vô đây á thì sao? Vô đây rồi thì sao? Chị muốn sao? Chị muốn là khi mà anh cô dẫn vô phát, vô đến bật đèn lên là bài hát đã vang lên rồi. Để cho anh bất ngờ. Nhưng mà cái lý do là khi mà anh Thông sẽ thấy là tắt điện, anh Thông sẽ tự đoán ra. Tại vì đúng là nhà của anh sẽ tự đoán ra, thì hiểu không? Phản ra mình sẽ tự đoán ra. Thì cho anh cô nói một câu là nhà mới mất điện. Ừ đúng rồi, cũng hay. Thì đó ý chị nói cũng hay. Không có cái nghĩa là có nghĩa là anh Khôi sẽ nói với anh Thông là nhà cúp điện rồi, nãy giờ mấy bà kia thì đi đâu hết rồi, có mình tôi ở nhà. Thì xong rồi anh Thông mới bước vô cửa đây thì mình sẽ mở nhạc lên. Mình sẽ nhảy happy birthday, happy birthday á, thì xong rồi quăng cái này xuống. Quăng xuống á, ông quăng thì quăng từng chữ. Được không? Ê, bọn mình nhờ bọn mình lấy keo thay mặt băng keo thay mặt đó em. Mình dán là người yêu này nó sẽ xếp theo hàng dọc xuống á. Mình thả từ đây xuống nè. À, cũng hay. Vì ông Vi nó đang ở nhà, nó tụi nó đồng hành cả chiều giờ, có đứa nó đòi bỏ cuộc. Gì? Ai bỏ cuộc? Vi nó bỏ cuộc. Mà phải gì không? Rồi, nó nghe nè. Nó nghe nè. Làm tranh kính thì đừng làm diễn viên nha. Làm tranh kính thì đừng làm diễn viên. Diễn dở quá. Diễn dở quá. Ai khóc đâu? Ai khóc? Lên phòng an ủi nó đi. Tự nhiên cái gì diễn viên làm tranh kính, diễn viên dở là sao? Happy birthday. Trời, ủa sao nhà không mở được? Cái gì vậy? Nhưng xem ra mọi chuyện diễn ra hơi sai so với dự kiến ban đầu. Hả chị ạ? Chưa xong, bây giờ mới vừa nói em. Nghe bà đi. Mọi người kia đó. Có những người này thôi. Mọi người đâu? Người bệnh. Ừ. Người đây đúng không? Không. Còn nhiều trò lắm, em đứng yên đi để nghe nhớ nhạc đi. Hơi hồi hộp. Anh trời, có gì ghê ghê là cứ chờ đấy em. Tâm lý là anh đang lên giỏi em khóc không Vi? Vui không? Bất ngờ đâu rồi, đâu hết rồi. Phải nói là hơi fail. Fail quá, fail rồi. Trời trời. Nhưng mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà không hiểu thì thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì nói chung là hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời đối với anh. Thì mọi người có chuẩn bị... Mời anh đón nhận cái bánh kem. Nói chung là chỉ muốn được bánh kem thôi ạ. Tất cả nấu được một vài món vui vần. Để nói món lại cái gì rồi. Anh ăn nhiệt. Hương ơi. Anh ơi, với cả bọn em có một thông điệp muốn gửi đến anh. Birthday. Ai? Hương hả? Của ai? Dạ, của ba bọn em. Thế định cái bài hát là sẽ thả cái này xuống. Coi là cái sự lựa chọn của anh như thế nào. Sao anh bất ngờ đúng không? Cái này là quá bất ngờ đúng không? Bất ngờ được rồi. Anh đoán là ngày hôm nay ai sẽ tỏ tình với anh? À,
anh không nói được cái gì nữa. Thôi chúc mừng con. Con xua được rồi, không lẽ vui rồi. Lấy lấy nến, lấy nến. Hơi bị không liên quan đến nhau thì mà sao. Cái này anh ơi, biết anh thích Doraemon nên em đã đặc biệt tặng món quà này cho anh. Mikachu. Dạ. Yeah. Có ba. Cái gì? Thôi bỏ nó ra ngay lập tức, bỏ nó ra. Bỏ nó đeo cái này vào. Không. Ăn cơm. Hình như là đây là anh nói là đây là món anh thích đúng không? Đúng. Thử đi. Đúng không? Đây là cái gì em biết tôi. Sorry. Lấy thêm cái bát nữa. Ngon không? Trời, thấy hình như là miệng cưỡng quá hả? Ủa, ăn ngon mà. Thôi kệ, bây giờ ngon không ngon thì mình vẫn ăn thôi. Có hỏi nhiều quá, nó là món đó làm. Món này là món em nhặt rau. Em làm nha. Bởi vì biết thôi, anh rất là thích món này nên em làm cho anh ăn. Mà anh thích viên nhỏ hơn 1/4. Vậy đó, hả? Nhỏ xíu vậy hả? 1/4 này thôi. Làm vậy lâu quá. Lẹ hơn vậy. Ừ. Một buổi tối quá đặc biệt với Bá Thông, có lẽ anh chàng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng thể đổi thay. Từng ngày xa về khiến con tim bồi hồi. Màn đêm đã buông, nhưng niềm vui trong căn nhà màu hồng vẫn chưa thể chấm dứt. Các thành viên lại quây quần cùng nhau tâm sự để có thể hiểu nhau hơn qua trò chơi nói thật. Giờ nè, chơi. Một á, là sẽ trả lời thật cái câu hỏi mà mọi người đưa ra. Còn không á, không muốn trả lời câu hỏi đó thì phải làm một điều gì đó. Một của mọi người đưa ra rất là stupid. Cuối cùng, thú âm như lần cuối cùng của với bạn trai là khi nào? Còn cái chân ra. Đi gần anh đi, đi gần ngày em đấy. À, anh à. Hello. Dạ em báo má. Anh ơi thảo ra. Ok, xong xuống. Bây giờ mình. Dạ em muốn trả lời, em muốn liếm chân. Lẹ. Đi. Thôi liếm chân đi. Lần cuối cùng như là. Tôn trọng đi ta lên. Bạn trai à? Chơi với bạn gái. Hôn mê. Rồi xong. Cái là... một tuần. Cái gì vậy má? Vậy mà mới trả lời là lâu lắm không nhớ. Cả đám ngồi chung một phòng, cả đám nhớ luôn. Sao nữa, gọi gì nữa? Thì đấy là gọi ngồi chung với con trai đó. Thấy chưa, tao biết mà, biết bà nghe thơ lắm. Bà thâm lắm, bà thâm lắm. Biết ngay mà giả bộ nghe thơ, trả lời. Người mà khác phải mà em... Khác phải thích nhất trong nhà chung là anh. Không, không trả lời là liếm đầu anh. Trả lời đại đi, anh đúng không? Đi. Sao mấy lại không thẳng thắn nhở? Trả lời ngay rồi đấy. Rồi sao, nếu mà không trả lời thì làm cái gì? 10 Anh Thông. Thông. Liệu câu trả lời của Tường Vi có phải là lời thật từ đáy lòng hay chỉ để che giấu cho sự thật giữa cô và Xuân Nghĩ? Còn Xuân Nghĩ, anh ấy vẫn mãi mê theo đuổi đam mê của mình với lịch trình luôn bận rộn. Liệu có cảm thấy bất an cho tình yêu của mình? Hoàng Thạch cũng vừa kịp về để tham gia vào cuộc vui. Hỏi gì? Hỏi em nữa hả? Hỏi con nào biến thái? Ai hỏi em vậy? Ngoài cái gương mặt của con gái Khôi, bị hấp dẫn bởi cái gì á? Cơ thể của phụ nữ. Trời ơi. Ủa bình thường quá. Quá bình thường. Trời ơi. Vậy trả lời đi. Để suy nghĩ, để nhìn. Vậy cũng suy nghĩ, kêu bình thường mà. Để nhìn lên để mà suy nghĩ đi chứ. Rồi vậy là hiểu rồi đó. Nguyên vỏ luôn. Nguyên cái vỏ kìa. Em hiểu rồi. Thôi trả lời, em nhìn em đi, em nhìn em đi em. Nhưng mà... Nói chung vòng 1 là cái mà gây sự chú ý với bạn trai nhiều hơn. Không phải con ngoại hệ.
ngoài ngoại hình à, khôi nó riêng con trai nó chung không, con trai lỡ thích cái khác thì sao em biết không? Nếu mà em ngủ à. Em không trả lời á em phải liếm giái tay anh. Má Khôi, đó là má Khôi. Cái mắt nó giống. Anh hỏi em đi, em là người rất thẳng thắn. Thẳng thắn luôn. Mình phải mát xa cái này nữa. Đây câu hỏi rất mặt điêu quá, nhìn mặt điêu quá. Anh đừng biến thái vừa phải thôi. Em cũng biến thái lắm nhưng mà vừa phải thôi. Rồi đó đi. Em mặc em ngực xa bấy nhiêu. Trời đất ơi, tao nhìn tao đoán được rồi. Tao không biết. Size nước ngoài là 80, size Việt Nam là size 36. Rồi hỏi thôi chứ anh cũng xem ra anh chàng cũng không quá hiền lành như mọi người tưởng. Mà sao cúp B phải không? Ừ, cúp B. Rồi. Rồi. Bằng size này hả? Size chung áo biết. Và Hoài Thương có vẻ đã bị sốc tâm lý khi được nghe những lời như vậy. Về phía anh Khôi thì em rất là bất ngờ với nhiều câu trả lời của anh. Thật sự là anh nói con trai quan tâm vòng nào nhất thì anh trả lời là vòng 1. Thật ra em thích một người đàn ông á, họ quan tâm nhiều hơn đến tâm hồn của một người phụ nữ. Không biết cái mong ước này nó có quá phi hiện thực không, nhưng mà đó là một cái hình ảnh về một người đàn ông sâu sắc. Nếu như Hoài Thương nghe thấy những lời thế này, cô ấy sẽ đau lòng như thế nào? Sau một ngày đi chơi với Thương thì anh cảm thấy Thương cái gì đó không thật. Nói chuyện nói về tiếng ngoài Bắc là chị dùng từ điêu không nghe nghe nói không? Không nghe, nhưng mà em à, anh nghe không, anh nghe không quen đúng không? Ừ, nghe không quen với lại kiểu nói chuyện tiếng nói sao ta, kiểu như không hợp đúng không? Không thật. Ừ, ok, cái gì đó không thật. Điêu điêu. Còn đây là suy nghĩ của Tuấn Khôi. Giữa Khôi và Thương thì chắc có lẽ là vì tính cách hai đứa thời gian qua, có lẽ qua cách tiếp xúc nói chuyện thì có lẽ là chưa có hiểu nhau lắm. Và Khôi không, mấy ngày đầu thấy Thương cũng ít nói và mọi thứ đó, cảm thấy rất là ok. Sau này thấy Thương có gì đó Thương khó hiểu và Khôi không muốn. Có lẽ tình cảm Khôi bây giờ nghiêng về Linh nhiều hơn. Tại vì như Khôi nói, giữa Khôi và Linh có cái gì đó khá là thú vị và cảm thấy Linh cũng có một chút gì đó, qua cách nói chuyện có một chút gì đó cũng có cảm tình với Khôi. Tình cảm của các thành viên đang có những bước ngoặt bất ngờ. Thương và Khôi đều có đối tượng khác để theo đuổi. Liệu cặp đôi Xuân Nghị Tường Vi có thể vững vàng trước sự tấn công dồn dập của Bá Thông? Còn bộ ba Na Thạch Linh thì sao? Hãy đón xem vào tuần sau. Chị muốn hai đứa mình có một lần để nói chuyện rõ ràng với nhau. Qua những hành động của em thì chị mới nghĩ thêm về con người của em. Chung em rất dữ dằn và lạnh lùng. Đêm dài suy nghĩ mãi về một ai đó đã mãi mãi là quá khứ. Vì dù sao đi nữa anh vẫn là một con người có cảm xúc.